Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Brigram.io nè các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mở tài khoản Start Chatbot. Và các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Cái dù tên lưu của bot này. Rồi các bạn bấm Telegram tách nhiệm vụ số 1 nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi sau đó bạn bấm đón các bạn. Tiếp tục bằng dự tắt thứ hai nè. Các bạn follow tàu Twitter bên bay nữa nè. Trên tàu Twitter nữa các bạn theo dõi nè. Dự án này làm gì game các bạn. Rồi bấm up lên nè. Rồi các bạn bấm đón. Tiếp tục các bạn request và comment với hashtag là nè username đó các bạn. Các bạn copy hashtag này. Rồi các bạn copy hashtag này nha bạn. Các bạn vô đây các bạn tweet nữa nè. Các bạn like nè. Các bạn chấp nhận như tweet nha các bạn. Các bạn tăng dần các bạn mình vào hashtag nè. Các bạn test lại nè. Rồi các bạn bấm done. Send the verify the Twitter. Send the website Twitter. Tiếp tục thì mình gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn mở tại Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp ba anh cùng nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp ba anh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nha bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Rồi ok, nếu không được thì các bạn bấm vào tại Twitter trên mở Google ra bấm vào tờ Twitter nha các bạn. Tờ Twitter. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào ba anh cùng nè. Nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép đường dẫn liên kết này nè các bạn. Rồi gọi là chatbot nè. Rồi tiếp tục cái tách thứ ba là nè. Tiếp tục follow minimum nè. Trên minimum các bạn follow in nha các bạn. Follow dán. Rồi xuống đây các bạn vô tay nó dài vài cái đi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Bấm done nè. Mail chit link. Submit link you medium profile. Tiếp tục thì send the link. Thì các bạn nhấp vào medium lên các bạn. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa nè. Rồi nhấp vào ba cạnh cùng nè. Các bạn sẽ copy đường link medium mình nha các bạn. Rồi mình gửi lên cho bot nè. Rồi tách thứ tư nè. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ C20ETH trên giấy chocolate mình nha các bạn. Buộc địa chỉ BNB Smart Chain trên giấy chất collect cũng được đúng không ạ. Rồi các bạn muốn gửi đây nè. Rồi các bạn việc bấm ghép link đấy, ghép chia sẻ cho bè và người thân để kiếm tôi cần nha các bạn. Du ghép phơi tán. Vậy video mình đến đây em kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.